Ngày 24 tháng 10, bác sĩ Nay Phila, giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã có báo cáo về trường hợp tử vong tại xã Ia huyện Ea Súp và khẳng định không phải do tiêm vắc xin như thông tin dư luận. Theo đó, anh V, 33 tuổi là viên chức văn phòng Ủy ban nhân dân xã Ia huyện Ea Súp, đã tiêm hai mũi vắc xin AstraZeneca, mũi 1 ngày 11 tháng 8, mũi 2 vào ngày 8 tháng 10. Ngày 16 tháng 10, anh V thấy mệt, ăn uống ít, ho nhiều, có ra máu và đến trạm y tế xã Ia khám. Ngày 18 tháng 10, anh V đi khám ở phòng khám tư nhân, được chẩn đoán xuất huyết dạ dày, rồi về nhà tự mua dịch truyền. Ngày 19 tháng 10, anh V thấy mệt nhiều hơn, nên gia đình đưa anh lên bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Sau khi siêu âm có kết quả ứ dịch mang phổi, bệnh nhân có tiền sử điều trị bệnh lao hai lần. Trưa 20 tháng 10, bệnh anh V diễn tiến nặng nên gia đình xin cho về nhà, rồi tử vong vào chiều cùng ngày. Sau đó, người nhà anh V đã gọi điện đến trạm y tế xã và báo rằng bác sĩ bệnh viện cho anh V về nghi do phản ứng nặng sau tiêm vaccine COVID-19. Theo sở y tế Đắk Lắk, kết quả xác minh, chẩn đoán và ý kiến của bác sĩ thì khẳng định bệnh nhân tử vong là do bệnh nặng, không liên quan gì đến việc tiêm vaccine. Vì thông tin từ gia đình cung cấp sai nên đã gây xôn xao dư luận trong cộng đồng.